được phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thôn xóm, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Xuân, công tác tại trạm y tế xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, luôn tâm niệm như thế. Và chị đã dành toàn bộ thời gian công tác để thực hiện điều này. Năm 2007, bác sĩ Xuân được bổ nhiệm làm trưởng trạm y tế xã Bình Tân, huyện Bắc Bình đến nay. Những năm tháng miệt mài cùng công việc, chị đã đặt chân đến khắp các thôn, đến từng gia đình có bệnh nhân ốm đau nặng để khám và vận động giải thích cho mọi người biết nếu có bệnh phải đưa ngay ra trạm để thuận tiện trong việc điều trị cũng như theo dõi. Sự gần gũi và kiên trì vận động của bác sĩ đã giúp người dân ở đây nhận thức đúng về công tác khám chữa bệnh của trạm y tế cơ sở. Với bác sĩ Xuân, nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con người dân và an ủi khi người dân bị bệnh. Hiện nay, trạm y tế xã Bình Tân được quan tâm trang bị các thiết bị y khoa đủ để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã. Mỗi ngày, trạm khám và điều trị cho hơn 50 bệnh nhân, trong đó có 80% bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Tuyến cơ sở thì nếu mà mình không có tâm thì không thể nào mình phục vụ được. Mình khi mà dịch bệnh xảy ra thì nói chung không kể ngày đêm, làm là làm suốt ngày, tối còn phải làm việc canh đêm. Những cái việc nào sắp xếp, cái việc nào làm ngày, cái việc nào làm đêm thì không kể giờ giấc. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, được đồng nghiệp và nhân dân địa phương tin yêu mến phục, không tự thỏa mãn với những gì đã đạt được. Ở cương vị là một trưởng trạm, bác sĩ Xuân luôn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn. Năm 2003, trạm y tế xã Bình Tân là một trong số ít trạm y tế cấp xã đầu tiên của huyện Bắc Bình, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia y tế. Từ đó đến nay, trạm luôn giữ chuẩn và dẫn đầu các phong trào thi đua. Tôi về bác sĩ Xuân, về trong công tác là giúp đỡ đồng nghiệp cũng như là quan tâm tới bà con, nhân dân của xã Bình Tân về cái công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Không chỉ riêng bác sĩ Xuân mà tất cả những y bác sĩ ở trạm y tế xã Bình Tân đều có chung suy nghĩ, được chăm sóc sức khỏe người dân trong thôn, xóm, đó là niềm hạnh phúc và đó cũng là động lực để những người thầy thuốc làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.